Xin chào các bạn quay lại kênh của mình nha. Thì mình hôm nay mình sẽ lại làm video chia sẻ sự cách xử lý mít ga cháy nghịch vụ nha các bạn. Thì cũng có ý kiến là có bạn xem video nha của mình, kênh của mình, hỏi với mình là cách và tháng nào để xử lý mít nó ra bong nghịch vụ để có giá nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách và những tháng nào mà xử lý mít nó ra bong nghịch vụ để mình có trái nghịch vụ để bán có thu nhập cao nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ như thế này. Thì các bạn cũng biết rồi, Việt Nam mình là có thời tiết là nhiệt đới và chia thành hai mùa, mùa mưa và mùa khô. Thì mùa mưa bắt đầu vào tháng 4 đến cuối tháng 11 âm lịch nha các bạn. Đó, lúc đó là thời điểm cây mít ra bông, nói chung là rất là gộ nha các bạn. Đó, rất là gộ và tỷ lệ cũng đẹp rất cao. Đó nha các bạn. Thì nói chung thì đó là cái mùa có mít ra bông mà các bạn, thì của vườn của các bạn ra bông nhiều. Thì của bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Long mình, ai trồng mít thì cũng ra bông đều vậy thôi nha các bạn. Đó, thì mít chúng ta nếu ra bông đồng loạt như thế thì các bạn sẽ để, và mình để thì nhiều người cũng để như vậy, thì thị trường mít sẽ nói chung là rất là nhiều, nên nó có tình trạng là cung nhiều nhưng mà cầu ít nha các bạn, thì sẽ bắt khó, và số lượng về vấn đề giá cả thì nói chung là rẻ nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để xử lý nghịch vụ như sau. Đối với mít mà chúng ta ra bông tự nhiên vào mùa mưa thì các bạn thì cũng vẫn tỉa trái mình. Cách tỉa trái thì tôi cũng làm trong những video trước của kênh của tôi nha các bạn, Nguyễn Quý Vlog đó, thì các bạn vào tham khảo nha. Thì đối với mùa nghịch thì chúng ta nên để vào là đầu tháng 2 nha các bạn. Đối với vườn của chúng ta thì chúng ta cũng tiến hành là tỉa trái bỏ hết nha các bạn. Thì nói chung là mình xử lý nó là cắt bông hết 100% nha các bạn. Tháng 4 thì nói chung là giá rất là rẻ nha các bạn. Các bạn để vậy thì nó không có đạt hiệu quả, mà mít thì nó ồn ứ nhiều, nói chung là tháng 4 nó rẻ lắm các bạn. Thì thời điểm vào mình để mùa nghịch là vào đầu tháng 2 âm lịch nha các bạn. Nó tháng 2 âm lịch cho đến là nếu mít từ ra bông giai đoạn nhỏ khoảng cỡ này nha các bạn, mà tới trái lớn không, tới trái lớn ra bông, lúc mà bông nhỏ đó tới trái lớn mà nó già nó bán được là các bạn tầm khoảng 4 tháng 3 tháng mấy. Đối với cây mà sung thì nó trái sẽ mau già hơn các bạn, còn cây mà mình yếu cây thì nó tầm hơn 4 tháng nó mới già, từ lúc mình đâm tược của bông ra đó. Thì mình để vào đầu tháng 4 là nó 4 tháng hoặc là 3 tháng mấy là nó lọt qua tháng 7 nha các bạn. Tháng 7 âm lịch thì cái lúc đó là thị trường trái cây của chúng ta là nói chung là tối như nhãn hoặc là mấy cái giải của mấy vùng miền Trung đó các bạn. Thì nói chung mấy tháng đó thì không có, mình sẽ cái nguồn cung với cầu của mít này nói chung là rất là phong phú nha các bạn. Thì các bạn để ý đi, thì tháng 7 thì mình để lúc nào tháng 6 tháng 7 thì hoặc là tháng 8 vô 6 tháng 7 tháng 8 mấy lúc đó là thời điểm rất là bán mít rất là ngon nha các bạn. Đó. Thì mình nhắc lại là để đầu tháng 2 nha các bạn. Bạn tiến hành là để vào đầu tháng 2 âm lịch. Đó. Tới 4 tháng nữa là mít mình già là phạt khoảng cỡ tháng 6 tháng 7 là mít mình gộ là bán là có giá nha các bạn. Rồi cách xử lý như thế nào? Thì đối với mít của chúng ta nếu xử lý bông hết rồi thì mình cắt bông hết rồi phải không, là đầu tháng 2 các bạn là vào mùa nắng rồi chứ gì. Các bạn nên bỏ khô vườn mình trong vòng khoảng 10 ngày. Đầu tháng 2 nha các bạn, bỏ 10 ngày khô rồi xong mình xử lý là đối với vườn mít mà mình còn tốt xanh lá không?
lá mình đen như thế này thôi, thì mình hạn chế là gãy đạm nha các bạn. Đó, mình cho mít mình đà lại các bạn, xi lại đó. Rồi mình tiến hành là mình giải là kali nhiều nha các bạn, hoặc là mình 3 số 17 á, cho nó đà cây, là chủ yếu nuôi cây sơ thôi chứ không cần mà nuôi trái nha các bạn, tại mình tỉa hết bông rồi đó. Rồi khoảng 10 ngày nó khô nước rồi, các bạn tiến hành là tưới thường xuyên. Nói chung là bạn tưới ngày nào cũng tưới á. Xong trước khi tưới các bạn nên giải là phân lân bột cũng hoặc là viên thì nó khỏe hơn các bạn. Nhưng mà phân lân thì nói chung là lân, các bạn biết sao mà mình gãi lân không? Lân là nó kích thích được kích cái bông cái cây mình á, là nó tạo bông lân đó nha các bạn, tạo bông đó. Thì các bạn mít mình 10 ngày bỏ 10 ngày nó khô rồi mình gãi lân, thì trong cái khô 10 ngày đó thì lúc đó nó đang đói nước, các bạn gãi lân ha vô thì nó hút nước rồi lân, chất lân nó sẽ tạo được kích được cái bông nó ra nha các bạn, kích được cái bông ra thì nó sẽ ra đồng loạt đây, cũng như mấy cái bông nhỏ nhỏ vậy các bạn, mình gãi lân vô thì nó sẽ phát triển lên, nó sẽ ra, tức nó ra như vậy thôi đó. Còn cũng có nhiều bạn như với nhiều kỹ sư mình phun thuốc kích bông ra như bạn. Đối với trường hợp này thì khuyên các bạn là cũng nếu mình xài thì mình xài hạn chế thôi, chứ mà theo tôi có xử lý nghịch mùa nha các bạn, thì tôi chỉ là cắt nước khoảng 10 ngày rồi bạn gãy vôi. Tôi đã thực hiện mà thấy hiệu quả tôi mới chia sẻ cho các bạn nha. Cắt nước khoảng 10 ngày cho nó khô nha các bạn, rồi mình gãy phân lân xong rồi mình sẽ tưới thì lúc đó cây mít mình sẽ nó khô nước, tại đầu tháng 4 mà vô mùa khô rồi đó, nó sẽ khô nắng mùa khô chứ lợi rồi. Các bạn sẽ tưới nó thì nó hút nước và có chất lân, phân lân thì nó sẽ tạo mầm ra như các bạn. Với phần các bạn xử lý thuốc á, cây mình sẽ nóng và nó dễ bị hư tổn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình xịt vô nóng quá cái cây mình sẽ bị xi như các bạn. Mặc dù nó ra bông hàng loạt nhưng mà tỷ lệ cái bông mình đạt cao thì cũng có, nhưng mà cây mình sẽ tuổi thọ không cao. Đó. Thì một số kỹ thuật tôi xin chia sẻ đến các bạn nha. Thì mong các bạn thành công. Nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem kênh. Và nhớ đăng ký nha các bạn, để mình sẽ làm ra video những video hay hơn để phục vụ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.